为咗要帮你街下行，还望你好生意笑住你赚，顺便趁今晚玩乐人间，帮你解开心结不再疑难。若揾你帮手不会犹豫，如问下都知你有重情义，唯一众佳你磊落无私，多多欣赏你方正万年。财神到，财神到，一讲正客到，人人问，人人问，点样揾米路？财神到，财神到，恭祝你中路，家轿开间金铺，你就自豪，就靠你上神啦，拎财神到。哎、啊啊啊！阿阿阿，你sao tự động này dễ hư quá vậy? Mới rất đã hư rồi. Có phải bớt xén vật liệu hay không vậy? À phải rồi. À, các vị có điều không biết thôi. Tự động này không phải là bằng đồng đặc ruột, chỉ là mạ một lớp vàng ở ngoài thôi. Bởi vì như vậy tiền bạc có hạn. Xây lại trường học này 300.000 chỉ là vừa đủ thôi. Bây giờ luôn cả bàn ghế, quạt điện nhà trường cũng chưa có nữa. Không có bàn ghế, nếu về học phải ngồi dưới đất hả? Không có quạt, vậy thì đừng tới bị nổi sảy rồi. À, mọi người không cần phải lo lắng quá. Trước giờ con người của ông chủ Dương rất chú trọng giáo dục, lại thích làm việc thiện, tuyệt đối không để trường này thiếu thốn mọi mặt như vậy đâu. Thật ra chỉ cần tăng thêm 100.000 thôi sẽ có thể giúp cho trường đầy đủ tiện nghi. Ông Dương tuyệt đối không phải là người làm giàu bất nhân, hữu danh vô thực như vậy đâu, phải không? Phải, đương nhiên rồi. Rèn sắt rèn lúc nóng, bây giờ đưa tiền có thể lập tức đặt hàng thi công, không cản trở trường khai giảng. Tôi biết ông Dương đây có đem sẵn sổ chi phiếu trong người, hay là lập tức tiến hành đi. Tôi thay mặt tất cả học sinh nghèo cảm ơn ông Dương. Alo, làm ơn. Tôi muốn đặt 2 tá bánh bao thọ, không biết có được không vậy? Không kịp hả? Cũng không sao đâu. Cảm ơn chú nha. Kim chấm. Cô chủ, hôm nay tôi có chút chuyện muốn ra ngoài một lát. Đau quá, đau quá. Cô chủ, có chuyện gì? Không biết nữa, khó chịu quá. Mau ngồi xuống đi, mau lên. Nè, mau ngồi xuống đi, mau lên. Sao đây, tay hay là chân, đau chỗ nào hả? Đau khắp toàn thân luôn. Đau khắp toàn thân hả? Nè, cô chờ chút đi, để tôi bắt mạch cho. Cứ thoải mái trước đi. Mạch đập ổn định mạnh mẽ, không phù không trầm. Không giống như có chuyện nha. Không phải, tôi khó chịu khắp người luôn đó. Chỗ này cũng đau, chỗ này cũng đau. Được rồi, cô chăm cứu cho cậu, cậu chờ chút đi. Nè, anh đừng có tùy tiện chăm cứu nha. Lần này tôi đau không giống như bình thường đâu. Anh nên đọc kỹ sách vở đi, tìm đúng quyệt vị trước đã mới chăm cho tôi. Tôi lên phòng nghỉ ngơi trước cái đã. Nè, cô chủ. Cô chủ. Quan trọng nhất là sức khỏe dồi dào, năm nào cũng vui vẻ mừng sinh nhật. Trời ơi, hàng ngày có con tới đây vui với chú là mừng lắm rồi. Cũng được. Ê, chào ba. Ê, ủa, Liên Chỉ Dung, sao cô lại ở đây? Thằng quỷ này đúng là không có tình cảm. Ba gọi điện tới công ty tìm con lại đi vắng. Cũng may là có Dung Dung tới đây mừng sinh nhật của ba đó. Có sao đâu, sinh nhật của chú con cũng có thể ăn mừng với chú mà. Con ngoan thiệt đó nha. Xin lỗi ba nha ba. Nè, chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tự Nam Sơn. Khó khăn lắm con mới mua được đó ba. Trời, bánh bao thọ đó nha hả? Phải rồi, sao đồ ăn nhiều quá vậy? Chú Thuận cứ than đói, nói không có gì ăn nên tôi tiện tay mua tới đây thôi. Tôi gửi tiền lại cho cô. Đây chính là mua tới gửi tặng người lớn, đừng có tính với tôi. Cảm ơn cô. Có thêm ly trà thì hay lắm. Để con rót cho chú. Ngoan thiệt đó. Nè, ngồi xuống đi. Chuyện gì? Dung Dung, người vừa đẹp lại hiếu thảo nữa. Hòa, nếu làm con dâu của ba thì còn gì bằng nữa. Con và cổ không có thân lắm đâu. Trước lạ sao quen thôi, sợ gì chứ. Chú Thuận, Kim Châm, qua đây coi đi. Hả? Qua đây. Cẩn thận đó. Hai người coi nè. Ơi, cái gì vậy? Hả? Thật ra là cái gì vậy? Trái đào thọ lớn thiệt đó. Dạ.
Chà, thì ra là cậu sau. Chúc anh phúc thọ ngang bằng trời, mừng anh sinh nhật vui vẻ. Năm nào cũng có ngày này, năm nào cũng có hôm nay. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Chú Thuận, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Chú coi cậu Tài có quan tâm chú không? Cảm ơn. Tôi đi thăm bạn bè cái đã. Ơi nè, mọi người nhìn cái bánh bao này đi. Cậu chú, tại sao lại như vậy? Tôi dành như hai anh em vậy. Dù sao chú Thuận cũng là một nửa người cha của tôi, đương nhiên phải ăn mừng với chú. Tôi không giả bộ bị bệnh dụ anh đi, làm sao có nhiều thời gian chuẩn bị. Hèn gì cậu lại làm vậy? Có phải tôi thông minh lắm hay không? Hôm nay tôi có đem máy chụp hình, cùng chụp hình đi. Làm gì vậy? Thử kim giùm cậu thôi. Thử thêm vài vị trí, trái lại đâm nhầm chỗ nên mới đau thôi. Anh làm công thôi mà, đâu cần liều vậy chứ. Xin lỗi nha. Khờ quá đi. Dù sao sau này tôi cũng hy vọng có thể mở y quán, coi như tập luyện đi. Nhưng mà sao cũng được, cảm ơn cậu nha. Tài nghệ của anh giỏi như vậy chắc chắn có thể mở được y quán. Đến khi anh khai trương tôi nhất định ủng hộ. Anh yếu ớt như vậy chắc chắn ủng hộ suốt ngày luôn. Cô nói gì chứ hả? Qua đây ăn bánh thọ đi. Qua đây. Hay là mọi người qua đây cùng nhau chụp hình đi. Được. Qua đây. Nè, đứng dính giữa đúng rồi đó. Mọi người đứng sát vô nha. Ba, hai, một, cười. Cậu chủ như cậu cũng có tình người lắm. Chưa bao giờ tôi coi Kim Châm là người hầu cả. Tôi coi anh ta như anh em của mình vậy. Có chuyện gì vậy? Giật bẻ rồi. Cẩn thận đó, cẩn thận. Chắc chắn là do tối qua ăn hết nửa dĩa rau muống xào chao đó. Hả? Bộ bị như vậy hả? Rau giật bẻ mà. Vậy tính làm sao đây? Để tôi lập tức kêu Kim Châm tới. Không cần đâu. Anh giúp tôi cũng được. Tôi làm sao giúp? Cởi dài ra đi. Nè, không phải. Cởi dài của tôi đó. Rồi sau đó? Tiếp theo giữ chặt ngón chân của tôi. Xoa đều lòng bàn chân này của tôi. Thả. Làm tiếp đi. Làm tiếp đi. Thả đi. Ê, sao bà chủ nhỏ ngủ ngon quá vậy? Trước giờ mới luôn vậy mà. Cậu chủ à, uống nước đi. Kim Châm à? Hả? Anh cảm thấy hôm nay tôi có gì khác khác không vậy? Ngồi ngớ người ra nhiều hơn. Chắc là tôi bị bệnh thiệt rồi. Cậu thật sự bệnh hay giả bộ bệnh vậy? Lần này là thật đó. Để tôi coi thử cho, coi chỗ nào không khỏe. Đây. Dạo này tôi thường hay nằm mơ. Trong giấc mơ chỉ thấy hai lòng bàn chân thôi. Báo hại tôi làm chuyện gì cũng không có tinh thần gì hết. Có phải là coi phim chiếu bóng nhiều quá, Như Lai Thần Chưởng, Đại Phá Thiên Tàng Cước, ngày nghĩ cái gì đêm mơ thấy vậy không? Không phải, là chân của phụ nữ đó. Lúc nãy cậu nhìn đôi chân của bà chủ nhỏ, kế đó cậu bị ngớ người ra. Không lẽ hai người... Không phải, là chân của Dung Dung kìa. Dung Dung? Hôm đó tôi tới viện dưỡng lão, cùng Dung Dung leo cầu thang. Chân của cổ bị giọt bẻ, nên tôi thư giãn gân cốt giùm cho cổ. Kế đó thì ngày nào tôi cũng suy nghĩ tới cổ hết. Có phải tôi bị căn bệnh gì hay không? Hết thuốc chữa rồi, nan y đó. Hả? Nghiêm trọng quá vậy. Vậy tức là bệnh gì vậy? Bệnh yêu đơn phương. Tôi nghĩ là cậu đã yêu Dung Dung mất rồi. Tôi yêu Dung Dung. Chú Càng. Tài, ăn bò kho hả? Ngồi đi. Thử cái này trước đã. Hả? Cái này là máy chụp hình mới chuyển từ nước Đức qua đây đó.
quá đấy. Chà, hàng ngoại nhập tê phi lợi. Ê, cậu Tài, đồ tốt đó nha. Vừa mới đặt từ bên Đức về, 1,000 thôi à. Trời ơi. Cái máy này có thể mua được cả 2,000 tô bò kho đó. Cái máy nhỏ này có thể mua được cái máy lạnh rồi. Đáng lắm đó. Kim Trâm à, cầm máy giùm tôi đi. Ờ, cũng được. Chú Cạn, chúng ta chụp hình đi. Chụp hình chuẩn bị nha. Nè nè, đường ngoài kia bị bể ống nước rồi. Mau tới đường lấy nước đi, nếu không sẽ hết đó. Nhanh lên đi, nhanh lên. Tôi đã có nước sạch đi. Chú Cạn à, con có thể giúp gì được không? Ờ, cậu chủ à, chúng ta phải về nhà rồi. Được rồi, chú Cạn, để con giúp chú nha. Để tôi giúp cô cho. Tôi xách được rồi cậu Tài, cảm ơn nhiều. Bệnh yêu đơn phương đó, tôi nghĩ cậu đã yêu Dung Dung mất rồi. Muốn giúp cũng có nhiều cách lắm. Các vị, uống chai nước ngọt trước cái đã. Đây. Cảm ơn. Nè. Bổ sung thể lực, đừng để dừng lại. Cho tôi với. Dạ, anh cũng lấy. Dạ. Rồi. Cho tôi với. Đi ép nước ở đâu vậy? Hả? Ăn mía không cần ép nước đâu, cắn là được rồi. Giống vậy nè. Còn sáng thì sao? Đương nhiên phun xuống đất rồi. Em nha. Tới đi. Tôi chơi nữa. Tới đây. Sao bé Tài lâu quá vậy? Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Chắc là hẳn Tây có nhiều việc phải làm. Hẳn Tây có gì cho nó làm chứ? Gần đây nó đang lo chuyện thu hồi đất ở cung Hỷ Lý thôi mà. Thì ra nhai mía cũng vui thiệt ha. Cũng thú vị lắm đó. Bà chủ à, để tôi phụ bà cho. À, cậu Tài bắt cậu Sách coi sao được chứ. Ừ, cẩn thận nha. Không thành vấn đề. Sách qua bên kia đi. Hả? Đám nghèo hèn đáng ghét này dám kêu con tôi làm cu ly sao? Nè, bé Tài, sao con lại đi xách đồ nặng như vậy chứ? Hả? Con có bị chóng mặt không? Có thấy thở dốc không? Dạ của con có đau hay không vậy? Mau bỏ xuống đi. Ba à, con không có gì. Đàn ông con trai xách hai xô nước bộ chết sao hả? Bé Tài của tôi á, như ngọc như ngà vậy đó. Không giống đám thô lỗ các người đâu. Da thô thịt dai, nó mất một cọng tóc, tôi kêu các người đền cũng đền không có nổi đâu. Nó từng tuổi đầu này bộ nhỏ sao? Hãy làm á thì quỷ. Cái gì anh cũng không cho nó làm, nên cái gì nó cũng không biết hết. Tôi dạy con, không cần anh phải lo. Đi theo người tốt thành quân tử, đi theo thầy Tụng sẽ cúng bái. Thầy cô tự mình muốn ở lại làm phụ thôi. Không cần nói nữa. Chắc chắn cái tên cải muối cồ đáng ghét này hả, dạy hư bé Tài của tôi rồi hả. Làm cho nó chụp hình gia đình không chịu về chụp cùng với tôi. Còn nữa, đám nghèo hèn thấp kém các người, người nào người đấy cũng đều không phải là người tốt. Vậy sao được chứ? Nè, không phải như vậy đâu. Ông đừng nói là không thu hồi đất nha. Phải đó. Tôi không có kêu cậu Tài xách nước giùm tôi đâu. Tại cậu Tài nhất định đòi xách thôi. Ơi, anh Càng à, anh thì không phải rồi. Tùy tiện kêu cậu Tài làm việc nặng nhọc. Tôi không biết gì hết nè. Tôi không biết gì hết. Ông chủ, ông hiểu lầm rồi. Chú Càng không có chạy hư cậu Tài đâu. Phải đó, không liên quan tới chú Càng. Con còn binh vực cho hắn nữa hả? Đi theo ba. Con không đi mà. Mẹ Tài, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ con nghịch ý của ba. Tài à, con ngoan đi, đừng chọc tức ba con nữa. Phải đó bé Tài, không nên vì đám nghèo hèn này cãi nhau với ba con. Ba lặp lại một lần nữa. Đi theo ba. Con lặp lại một lần nữa. Con không đi. Trời ơi, con đi theo ba. Con không đi. Con không đi. Con không đi. Buông ra. Cẩn thận chứ. Bé Tài à, cô chủ, cô chủ. Tỉnh lại, bác sĩ à, bé Tài của tôi sao rồi? Ông Dương, ông yên tâm đi, cậu ta không sao đâu. Tiền, bao nhiêu tôi cũng chi. Quan trọng nhất là bảo đảm bé Tài của tôi không sao. Dạ biết rồi ông Dương. Nè nè nè, khoan đi đã. Ở bệnh viện này của anh á, những cái giường bệnh vừa mỏng vừa cứng, lát nữa làm cho con của tôi bị liệt nửa người thì làm sao chứ. Còn nữa, anh coi, anh kêu người gì tới phục vụ con tôi vậy chứ? Tay chân thô lỗ, mặt mày thì xấu xí, không bệnh cũng sợ tới bệnh luôn đó. Ngày mai kiếm mấy y tá 18, 19 xin đẹp một chút tới đây cho tôi, có biết không? Được, vậy ngày mai tôi kiếm một nhóm bệnh tinh tới chăm sóc cậu ta. Còn cái gì bằng nữa.
Bé Tài à, ba không để con có chuyện gì đâu ha. Sao lâu quá cũng chưa thấy ra gì? Không sao đâu, nếu có chuyện á, Dương Nhất Tiên đã kêu thảm thiết rồi. Cầu trời lại Phật cậu Tài không có sao. Quan trọng nhất là Dương Bách Dạng chịu tiếp tục thu hồi đất. Phải đó. Bác sĩ à, bé Tài sao rồi? Bác sĩ, đừng để ai làm phiền bé Tài của tôi nha. Tôi cảnh cáo anh đó, hãy không được tới gần phòng bệnh của con trai tôi nha. Sao con người anh ngang ngược vậy? Cậu Phú, đứng cạnh trước cửa, đừng để cho những kẻ dư thừa tiếp cận căn phòng này đó. Anh cứ yên tâm đi. Mắc kệ họ, mau đi gặp viện trưởng đi. Bỏ đi bỏ đi, chúng ta về nhà trước. Nè, cậu chủ sao rồi? Cậu không sao chứ? Tỉnh lâu lắm rồi, bất công cãi với ba thôi. Tôi đi tìm chú Càng cái đã. Nè, đừng mà. Cậu của cậu đang bên ngoài đó, bây giờ không thể ra ngoài được đâu. Cả đêm dài đằng đẵng có gì để mà làm chứ? Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút đi ha. Mau lên mau lên. Tôi đã ngủ lâu lắm rồi, làm sao mà ngủ thêm được nữa. À, Kim Trâm à, chờ đón bài hát với tôi đi. Nè, anh ngồi xuống đây đi, tôi dạy anh ngồi xuống. Chơi làm sao đi? Nè, tôi sẽ vừa ngân một bài hát vừa gõ nhịp, vậy thì anh hát theo tôi nha, có hiểu không? Nè, nè, cứ thử đi. Tức, 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 tức. Cho em một nụ hôn từng, 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 đúng không? Sai hết rồi, tôi ngân bài một cây tre, anh hát cho em một nụ hôn, anh có biết hay không? Tôi đâu có biết đâu. Thôi bỏ đi, anh không phải là chú Càng. Cảm ơn y tá nha. Không có gì làm thì đi kiếm đồ ăn. Y tá à, làm một cái lẩu sống cho tôi. À, ăn lẩu sống, uống thuốc trước đi. Hả, không cần ăn lẩu nữa. Kim Trâm, tôi nghĩ ra rồi. Ủa, sao tới đây vậy? Con không có gì hả? Tại ba con lo xa thôi, bác sĩ cũng nói là không sao mà. Không sao cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mau về nhà đi, đừng để ba má con lo lắng hả? Tại ba con chuyện mấy xé ra to thôi. Có ai làm cha mẹ mà không lo cho con của mình chứ. Về đi, về đi, về đi. Thực tế là ba của con ăn nói ngang ngược. Từ nhỏ con đã tin theo cách của ba rồi. Con thích cái gì á thì dùng tiền mua. Con ăn cái gì á, cắn vài miếng thì bỏ. Chỉ cần có tiền á thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Bấy lâu con luôn tin, nhưng mà từ khi biết chú và mọi người ở đây, con mới hiểu có nhiều chuyện không thể nào đánh giá bằng tiền được. Giống như cùng với mọi người đoán bài hát vậy, chơi trò thấy gạch nè, xách xô nước hay là cắn khúc mía, những chuyện đó đều rất là vui, nhưng mà niềm vui đó không thể nào mua bằng tiền được. Nhưng nếu nói ba sai hết á thì cũng không hẳn. Đích thực là tiền có thể mua được rất là nhiều áo đẹp, xe đẹp, máy ảnh đẹp. Ba nói đồng tiền là vạn năng, chú thì nói không phải. Mâu thuẫn quá à. Con không biết nên nghe theo ai nữa. Nè, con cảm thấy chú đúng. Vậy có phải trước khi con giết người cướp của, con cũng làm theo không? Đương nhiên không phải. Thì đó, không phải ai làm bất cứ chuyện gì cũng đúng hết. Giống như chú dạy con biết tiết kiệm vậy, chú chỉ hướng dẫn con đường cho con đi thôi. Có làm theo hay không cũng do con tự mình phán đoán. Nè, để chú nêu thí dụ nha. Giống như cục gạch này vậy, góc góc cạnh cạnh, nhiều chỗ bén lắm. Lúc chú còn nhỏ cũng góc góc cạnh cạnh, căm ghét thối đời. Sau khi lớn lên, kinh nghiệm đã nhiều hơn rồi, các góc cạnh cũng mài nhẵn hơn rồi, làm người mới uyển chuyển hơn. Khi làm chuyện gì cũng có vẻ như đúng hơn thôi. Vậy tức là nói dốc rồi. Vậy thì không phải. Tức là lựa chọn một cách thoải mái hơn, để mọi người đều dễ chịu hơn thôi. Sau này con sẽ hiểu. Tóm lại con phải nhớ, ba con rất thương con. Con ngang ngược mấy cũng được, đó cũng là ba con. Hôm nay con cãi lại ba con như vậy đã làm ba con đau lòng rồi. Nếu để ba con biết con lén chạy ra ngoài, đến lúc đó không phải con xỉu mà là ổng xỉu đó. Chú Càng chú tốt bụng lắm, không ưa ba con cách mấy cũng được, cũng đỡ lời cho ba. Chú cũng chỉ thấy sao nói vậy thôi.
được rồi, mau về nhà đi hả? Con về cũng được, trước khi về nhà chụp tấm hình trước đã. Được thôi, chụp đi hả? Chú Cạn à, chú qua bên kia ngồi đi. Ở bên này hả? Ừ, phải, bên này sáng hơn. Nhanh lên đi, có thể bé Tài đã tới rồi. Bé Tài, con tôi tới chưa vậy? Dạ chưa. Bé Tài đúng là vô tình quá. Bỏ đi anh yêu, đừng vậy mà. Má, má nhỏ. Trời ơi, con à, con muốn hộ chết ba hay sao vậy? Em coi nè, bé Tài mặc đồ tình nhân giống anh vậy đó. Quang hô, cuối cùng chúng ta có thể chụp hình gia đình rồi. Chúng ta không chỉ phải chụp hình, còn phải đi du lịch nữa đó. Vui như vậy, được. Phú à, lập tức đặt vé máy bay cho tôi nghe. Không cần đâu, chúng ta đi ngay bây giờ. Kim Chấm à? Dạ. Wow. Chúng ta xuất phát thôi. Được. Để coi có đẹp trai không. Hôm nay dẫn mọi người tới đây ăn thử món ngoại quốc này ha. Chà, món kem quả diệm ngon lắm đó. Làm gì có lửa. Wow. Lửa kìa anh yêu. Lửa lớn lắm, anh thấy không? Thuyền à, xem sợ tới như vậy chứ. Nhát gan đến như vậy cũng được sao? Em chưa thấy món kem nào có thể bốc cháy như vậy mà. Em nhìn bé Tài kìa, nó cũng chưa bao giờ thấy như vậy, sao không thấy nó sợ đi. Con giỏi lắm. Con giỏi lắm đó nha. Vụ thu hồi đất ở cung Hỷ Lý, con đã chuẩn bị xong hết giấy tờ, chờ mọi người ký xong là hoàn tất luôn. Giỏi. Nè, lần đầu tiên nó ra ngoài làm việc để tạo được thành tích giỏi như vậy rồi, anh vui mừng lắm. Xin lỗi nha, con muốn đi vệ sinh một chút. Anh à, sao anh cho bé Tài tiếp tục làm vậy? Bé Tài làm cũng tốt mà, cho nó làm đi, có vấn đề gì chứ. Anh à, bé Tài tiếp xúc với đám nghèo hèn đó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Thiệt đó, đừng để nó tiếp xúc với cải muối khô nữa ha. Phải đó anh hai, đừng để bé Tài tiếp tục làm nữa. Được rồi, anh biết cân nhắc mà. Cúc à, có chuyện gì vậy? Đâm trúng tay rồi. Để anh coi. Vừa mới giá xong cái áo, bỏ quên cái kim trong áo nè. Cúc à, em giá áo còn nhiều hơn ăn cơm, sao lại vụng về như vậy? Sợ, tôi cũng xui vậy thôi. Sáng sớm mới mở cửa sổ thôi, bị cửa kẹp trúng ngón tay liền đó. Tôi cũng vậy, sáng nay tôi thắp nhang, ai ngờ cây nhang đốt mãi cũng không cháy. Nói gì thì nói, cây thiết mộc ở ngoài nở hoa rồi. Trời, ghê vậy. Mọi chuyện không suông, có khi nào chuyện thu hồi đất của ông Dương xảy ra chuyện không? Chắc không đâu. Mọi người đừng mê tín quá. Không chừng ông đang chuẩn bị tới thu đó. Sáng sớm ai vậy? Ôi, chào mọi người. Hôm nay tôi thay mặt hãng Tây Tài dựng tới đây. Ngồi đi. Đây là hợp đồng thu hồi chủ quyền ở cung Hỷ Lý của mọi người. Mọi người coi đi. Coi thử. Chúng tôi sẽ dùng mức giá thực tế của căn hộ có diện tích 1.500 thước để tham khảo và bồi thường tiền mặt cho mỗi một chủ hộ ở đây, độ khoảng 97.000. Còn khách trọ thì sẽ lấy mức giá gấp 4 lần so với diện tích thuê trọ để mà bồi thường. Điển hình như những căn phòng ngăn dán ép 70 thước này thì có giá là 4.500 đô. Trời ơi. Dương Tân cũng được 3.000. Cộng thêm thu hồi hàng quán ở cung Hỷ Lý, mỗi một hàng độ khoảng 10.000 để tính. Mỗi người ở đây ít nhất cũng có từ 25.000 trở lên. Nè, thì ra những chuyện sáng giờ không phải là điểm dữ, là điểm lành đó. Khoan đã. Nè, tôi nhắc lại nghe, tôi sẽ không dời quán của tôi ra khỏi cung Hỷ Lý. Anh yên tâm, hợp đồng đã ghi rất rõ ràng rồi. Chuyện tái thiết chia thành hai giai đoạn. Trước tiên tái thiết đầu đường,
sau đó mới tới cuối ngõ. Anh có thể tiếp tục bày bán. Nè, Giang Càng à, anh có thể yên tâm rồi. À, anh Phú ơi, có phải ký tờ vào đây là được rồi hay không vậy? Không cần nôn nóng quá. Mọi người đọc kỹ các điều khoản trước đi. Nếu không có gì thì tới văn phòng luật sư ký tên thôi, phải không? Ừ. Không cần nôn nóng quá. Ê, không phiền mọi người ăn sáng nữa, tôi đi trước đây ha. Không cần phải suy nghĩ nữa, bây giờ lập tức tới văn phòng luật sư ký tên vào đi. Ờ, hay lắm, đừng có nên nôn nóng quá. Lần trước Dương Bách Dạng mới cãi nhau với chúng ta, đột nhiên lại mau lẹ như vậy, có chút không ổn đó. Nè, không chừng là cậu ta giúp chúng ta thì sao? Còn không thì thành ý của chúng ta lay động được ông Dương. Ông chủ nhà, đọc kỹ cái điều khoản đi, coi có gì mờ ám không? Tôi đã coi kỹ rồi, số tiền cũng đối chiếu 3 lần, không có sai đâu. Rõ ràng hết rồi, lần này chắc chắn nắm chắc tất cả rồi, chúng ta giàu to rồi. Lắm rồi lắm, từ nay Dung Dung không cần làm việc cực khổ nữa. Có số tiền này rồi á, cần gì làm thu mua giấy trai nữa chứ. Tôi đi coi nhà, về quê đón luôn vợ của tôi qua đây, sống phầy phầy luôn. Nè anh Càng à, đừng có sửa cái ghế này nữa. Ê, sắp tới thiếu gì tiền, đem bỏ đi. Phải rồi, phải rồi. Không có gì thì có thể ký bất cứ lúc nào hả? Hợp đồng này toàn bộ là tiếng Anh không mà. Phải đó. Bản lần trước coi rõ ràng là tiếng Hoa mà. Thực ra là vậy, luật pháp Hồng Kông á, lấy tiếng Anh làm chuẩn. Cho nên vì muốn bảo đảm hợp đồng có hiệu lực tại Hồng Kông, nhất định phải dùng hợp đồng bằng tiếng Anh. Nếu sau này có tranh chấp gì á, tất cả đều dùng hợp đồng tiếng Anh làm chuẩn hết. Ôi trời, lỡ ông dùng hợp đồng tiếng Anh này lừa chúng tôi thì sao? Phải đó. Đọc kỹ đi. Anh à, anh biết tiếng Anh mà, đọc kỹ coi có sai không? Phải đó, anh biết mà. Có điều chữ này nó nhỏ quá trời luôn. Kính lão của anh để ở nhà rồi, không thành vấn đề. Anh coi. Nhưng mà anh sẽ đọc chậm một chút, em đừng có hối anh nha ha. Đọc kỹ đi. Điều khoản tiếng Hoa mọi người đều đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Bản tiếng Anh này cũng giống như vậy, chẳng qua dùng tiếng Anh để viết vậy thôi. Dạ phải, tôi đã suy nghĩ tính toán các điều khoản rồi, thỏa mãn yêu cầu của mọi người hết, chắc chắn không có vấn đề, tôi bảo đảm. Muốn làm người giàu có thì mau ký đi hả? Đọc trước đi. Đúng là không có vấn đề gì, tôi đọc xong rồi, giống y chang như là bản tiếng Hoa vậy, có thể ký tên. Không có vấn đề thì ký thôi. Ủa anh Càng, anh vẫn còn suy nghĩ sao? Anh Càng à, cậu Tài nói có thể chia làm hai đợt để mà thi công mà, anh có thể tiếp tục bán, không cần phải dọn đi. À, phải rồi đó. Nè, anh không ký tên á, tất cả chúng tôi đều không có tiền để bỏ túi đâu. Ký đi. Hay lắm, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Chúc các vị mau chóng nhận được tiền. Cảm ơn. Sống hưởng thụ nha. Ê, hợp đồng cũng ký rồi, có thể nói là từ nay chúng ta được sống sung sướng rồi đó. Nè, tuy sau này mọi người không cần mướn nhà tôi ở nữa, nhưng tôi cũng sẵn sàng hoan nghênh mọi người tới thăm tôi và anh Ba nha. Nhà không cần phải lo, tôi nhất định dẫn theo vợ con tới để thăm hai người. Nè, bây giờ bản thân tôi á, có tiền buôn bán, tôi muốn làm một người giàu có thật thụ đó. Có số tiền này cho em cúp làm của hồi môn, em không cần phải chịu cực nữa rồi. Trời ơi, sao anh vụng về quá vậy? Ê, không sao, năm mới mà, mua hết đồ mới luôn đi. Chúng ta có tiền có thể đổi hết đồ mới mà, bỏ đồ cũ đi. Bỏ đồ cũ đi. Đi. Phải rồi, bỏ luôn bắt kính lão này, đổi cái mua đen hơn. Nè, cái radio này cũ rồi, tôi bỏ luôn nha. Nè Cúc à, áo này của em cũ rồi, đổi cái mới đi ha. Nè, đưa đây cho. Ê, khăn mặt nè, bàn chải nè, ly súc miệng nè, cũng đem bỏ hết luôn đó. Anh Tường à, anh bỏ luôn bàn chải, tối nay làm sao đánh răng? Mặc kệ nó, tôi có tiền mà, mua cái mới thôi. Dung Dung à, sách này của con cũ rồi, có phải không cần nữa không hả? Không phải đâu má, con còn xài đó. Giá hối đổi tiền Indo sụt giảm, 10.000 tiền Indo chỉ đổi được 45 đô Hồng Kông. Dương Mẫu đương đương, thần rất lo thần Tài sẽ xuống địa ngục. Thần xin người phát tâm từ bi, nói cho thần biết ông ta có sao không. Làm ơn giải sầm. Cũng được. 101, chúng tôi chỉ có 100 quẻ thôi mà. Đâu có, đằng kia có kìa. Hả?
thiên cơ tiết lộ phạm thiên điều, tội lỗi khó thoát thành bùn đất. Những người ngoài cuộc đừng xen vào, sao không ngủ yên sai giấc nồng. Có nghĩa là tiết lộ thiên cơ sẽ bị phạt thành một đống bùn nhơ, kêu mình đừng nên nhiều chuyện, đi ngủ tốt hơn. Nè, bản thân ông tự giải xâm cũng phải tính tiền. Năm Hào hả? Cảm ơn thổ địa phù hộ ba con từ Nguyên Lãng về tới nhà. Nhớ năm xưa, thần tài còn là một con chuột nhắt ở miếu thổ địa. Chính tôi đã khích lệ cậu ta tu hành ngàn năm để làm thần tiên. Cậu thông minh hơn người, hàng năm thăng quan còn quan bái ngôi thần tài. Đằng đằng sau này cậu hơi hống hách, nhưng mà tôi biết bản tính của cậu không hư. Cho dù chưa vị thần Phật cùng nhau kể tội cậu, tôi cũng không dậu đổ bìm leo. Tiếc là năm xưa tôi dốc hết sức để giúp cho cậu, bây giờ lại khoanh tay đứng nhìn cậu bị đày đọa. Nhật tuy giải thiên sầu. Trời ơi, sao bệnh vậy? Hàng ngoại nhậm sao? Thần tài, ông cũng có ngày hôm nay rồi. Hôm nay tôi phải thịt biên ông, bắt ông hiện lại nguyên hình. Chân ma. Con chuột quá đường, ai cũng đòi đánh. Mình nhất định giúp thần tài, không để cậu ta làm con chuột qua đường. Nhưng mà tiết lộ thiên cơ phạm thiên điều, tội lỗi khó tránh thành bùn đất. Tiết lộ thiên cơ thì mang họa thôi, mình không trực tiếp nói là được rồi hả? Đừng đi mà, chờ với, đừng có đi, chờ tôi với. Cầm lấy đi, cầm lấy đi, lấy luôn đi. Nói cái gì chứ? Để... Là giấc mơ gì vậy? Kim Chấm à? Anh có biết giải mộng không vậy? Chuyện gì vậy? Không, tối qua tôi thấy một giấc mơ. Sau khi mơ xong thì trong người cứ bồn chồn, trong lòng cứ bị đau nhói. Ý, sao có cây viết vậy? Cảm ơn nha. Là của quản lý. Chúng ta quay lại lấy xe đi. Ý, sao thông minh vậy, biết tôi muốn quay trở lại trả viết. Theo cậu bấy lâu, bộ không biết tính khí của cậu sao? Cậu sợ thiếu người ta nhất, bỏ túi cây viết của người ta, làm sao yên tâm được chứ? Anh quả nhiên là con sâu trong bụng của tôi mà. Tôi chở cậu quay lại trả người ta. Khoan đã, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao trong giấc mơ tôi cố tình nhét tiền cho người đó rồi. Chắc chắn số tiền đó là do tôi nợ. Có điều người phụ nữ thì sao ta? Người đó dùng cành đào đánh lên đầu của người đàn ông, vậy tức là sao? Giải mộng thì tôi không biết. Tôi chỉ biết qua đào có nghĩa là số đào qua, là nhân duyên thôi. Có nghĩa là tôi sẽ đưa tiền, đưa cho người phụ nữ đó. Nhưng mà người đàn ông đó là ai chứ? Đi đi. Chà, nhớ là con bào ngư đường tâm đó thật sự ngon vô cùng nha. Còn di cá, trời ơi, cộng là cũng lớn như cây que vậy đó. Thì ra lại di vui vậy sao? Hôm khác đi tiếp nha. Nè nè nè, bộ Dung Dung biết gã Tây này hay sao hả? Ý, xù xì to nhỏ nghe. Cô nhìn tôi cũng nhìn lại cô. Có mờ ám đó. Theo tôi thấy, tới đó hỏi Dung Dung là biết ngay. Bà xã nói đúng nhất. Dung Dung à, người này là ai vậy? Bà chủ nhà, đây là mục sư La Bực Thần. Xin chào bà chủ nhà. Xin chào mục sư. Mục sư à, họ là hàng xóm của tôi đó. Hôm nay gặp mặt mọi người cũng là sự sắp đặt của Chúa. Mọi người có hứng thú tham gia buổi phúc âm của chúng tôi không?
Cũng được, không khác đi. Good night. Mục sư à, vậy hôm khác chúng ta gặp lại ở nhà thờ nha. Dung Dung. À, chú Càng. Có tâm sự sao? Bà chủ nhà đó thấy chút xíu nhưng đã nghĩ thật nhiều, nói thêm vài câu tưởng đâu còn có bạn trai. Bà chủ nhà và mọi người giỏi nhất là nhìn hình bắt bóng mà. Lúc con đem thức ăn thừa tới cô nhi viện đã quen được một sư thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà một sư quan tâm tương lai của con thì có. Con nói muốn qua Úc học y tá, một sư nói có bạn bên đó có thể liên lạc giùm con. Con muốn qua Úc học sao? Sao chưa nghe con nói vậy? Dạ phải, bấy lâu con luôn muốn học y tá. Má con thường xuyên đau nhức khắp người, con có thể chăm sóc má. Bây giờ thu hồi đất có tiền rồi, con có thể thực hiện ước mơ của con. Con vẫn còn suy nghĩ, dù sao cũng ra ngoại quốc xa như vậy, má con phải sống cô đơn một mình. Không cần quá lo, có mọi người giúp cho con lo cho dì Đường mà. Không phải bất cứ ai cũng có cơ hội làm những chuyện mà họ muốn làm đâu. Chú nhất định ủng hộ con. Cảm ơn chú. Sao đông đủ vậy? Mọi người không phải nghe lén con đâu, mọi người quan tâm con thôi. Không sao đâu. Nhưng má thì bị một trận mừng hụt rồi. Má sợ con bị ế chồng hả? Má không cần lo cho con đâu. Con khỏi lo cho má thì đúng hơn. Con muốn qua Úc học, má ủng hộ con hết mình. Cảm ơn má. Dung Dung có lý tưởng, tôi cũng có. Tôi muốn làm đại gia triệu phú. Tôi qua Cửu Kim Sơn đào vàng. Tôi tìm qua Phú Lan Sa tìm một cô gái Tây cưới làm vợ. Cả nhà lớn nhỏ qua Đam Dương hưởng thụ cuộc sống. Nhìn mọi người, chắc cũng chưa bao giờ tới phòng trà ăn cơm rồi. Bây giờ chúng ta sắp giàu có rồi, giá nào cũng phải ra quay một chút. Wow, em à, em coi, sao người ta bán ổng quay, chúng ta bán ổng quay. Chúng ta bán mấy đô, người ta bán mấy chục đô một dĩa. Ồ phải ha, quá đáng thiệt đó. Loại của mọi người là quán dĩa hè, còn chỗ của người ta là chỗ cao cấp mà, cách một trời một vực đó. Hey, tóm lại có giàu sang không cần lo nữa ha. Cha cha chambu. Em nhìn anh nhìn em. Em thấy anh có bao giờ vui vẻ không? Hả? Diễm Hồng không bán bánh chén tới đây làm ca nữ hả? Có người cố tình tới ủng hộ, để chúng ta tới cho vui thôi. Ờ. Nè, cậu Tu à. Hả? Chúng tôi tới vui với cậu thôi, cậu trả quá đơn này đó nha. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vui vẻ như vậy, thật ra là tại sao? Cho dù anh tới hỏi em cũng không muốn, cũng không thể. Em cũng không bao giờ nói thật cho anh biết. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nha. Nè anh Càng, em mời anh ra nhảy một bài trước nha. Tôi không biết nhảy đâu. Đi, em cũng không biết đâu, ra chơi thôi. Nè mau đi, cảm ơn nhiều nha. Sao tự nhiên không bán bánh chén mà chạy đi ca hát vậy? Bán bánh chén làm sao đủ kiếm sống chứ? Chắc là thua cờ bạc, đi hát để trả nợ phải không? Ê trời, không chơi không biết mình gặp may. Lỡ như thần tài để ý em á, một dáng là gỡ lại ngay. Phải rồi, dễ gỡ lại như vậy đâu còn người nghèo nữa. Sinh nhật vui vẻ. Ủa, sinh nhật của ai vậy? Sao mọi người biết hôm nay sinh nhật của tôi vậy? Hàng xóm mười mấy 20 năm có gì mà không biết chứ. Bánh bao cũng mua sẵn rồi, đem ra bất cứ lúc nào á. À, Diễm Hồng. Hả? Hát một bài sinh nhật chúc mừng đi. Cũng được, mọi người cùng hát nha. Chúc anh phúc thọ ngang bằng trời, mừng anh sinh nhật vui vẻ. Năm nào cũng có ngày này, năm nào cũng có hôm nay. Chúc mừng anh. Sinh nhật vui vẻ. Tặng cho em đó.
mua tặng cho em sao? Phải. Hôm đó em chỉ kêu anh đi coi chơi thôi mà. Lúc nãy ở nhà hàng đó, đồ ăn cũng ngon thiệt. Hôm khác anh đưa em tới chỗ khác ăn món ngon hơn, chịu không? Đồng hồ này của má em. Năm xưa má đem đi cầm, không có tiền chuộc lại, nên cầm đứt không thể chuộc lại được. Nhưng bây giờ tìm lại cũng vô ích thôi. Em thì nghèo sơ nghèo sát, không thể mua được. Cảm ơn ông chủ. Hôm đó em chỉ kéo anh đi coi đồng hồ vậy thôi, anh liền mua tặng cho em sao? Đồng hồ này là của má em mà, có giá trị kỷ niệm như vậy, bị người ta mua rồi thì không còn nữa. Anh Tu, anh thật tốt với em quá. Chuyện nhỏ thôi mà. À, anh Tu à, đột nhiên em nhớ có chút việc phải làm, em đi trước nha. Cảm ơn anh. Không sao đâu, đi thông thả nha. Tạm biệt. Ê nè, nè. Cậu mượn tiền của tôi để đi tán gái thật sao? Anh Cạn, sao anh ở đây vậy? Uổng công tôi thay đổi ý định cho cậu mượn tiền, cậu chạy đi cho người ta gạt. Cái gì chứ, lý nào Diễm Hồng lại gạt tôi? Ê, người trong cuộc mù quáng, lúc nãy tôi nghe hết rồi, toàn là nói dốc, chỉ có cậu mới tin thôi. Anh cứ mặc kệ tôi đi, tóm lại tôi có tiền trả cho anh, vậy là được rồi. Có trả tiền hay không, không quan trọng nữa. Tôi muốn cậu tỉnh táo một chút thôi. Cậu theo tôi đi. Đi đi. Nè ông chủ, hàng xịn đó, cầm đứt. Bị chạy rồi, cầm được 20 đô thôi à? Có phải ông không vậy, ít nhất cũng phải được 50 đô chứ, làm ơn nhìn kỹ đi. Nghe rõ chưa? Còn nói có giá trị kỷ niệm gì đó, cũng đem tới đây cầm luôn. Cổ coi cậu như con mồi thôi. Cổ đem đi cầm, chắc chắn là có lý do của cổ. Lý do của con bạc chính là cờ bạc. Không chừng đêm mai cô sẽ chuộc lại thôi. Bây giờ cổ đang gạt cậu mà. Cho dù cổ gạt tôi, cầm cái đồng hồ đem đi cờ bạc thì đã sao? Tôi không chấp nhất mấy chuyện này. Nãy mai tôi có thiếu gì tiền cho cổ đánh, tôi tin là Diễm Hồng cô sẽ sửa đổi gì tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.